Các bạn ạ, đây là bộ sưu tập giày hàng trăm tỷ đồng của anh Seme và Xoài. Wow! Có mấy đôi tôi chắc chắn là chưa mang bao giờ luôn. Cái này chắc mang được 1-2 lần xong rồi kia để đây luôn. Còn mấy cái đôi dưới này nè, cái đôi dưới này là đôi của Xoài không? Các bạn thấy không? Má 1 tỷ đôi. Rồi cái này nè, là nhiều lúc á, bạn bè qua đông quá, không có chỗ ngồi không? Là phải đi ra đây ngồi. Mấy lần rồi, mấy lần tổ chức tiệc bên nhà Xoài á, quên cái khu vực rượu. À, mấy chai rượu, ôi đã ha. Tôi đã tâm tiên cái chai rượu này từ lâu rồi nè. Tôi đang chờ đến một ngày mà ăn Xoài mà nó sơ hở một cái là tôi lấy cái chai rượu này luôn. Tại vì nó đẹp. Trời má ơi, sao mày biết vậy? Tao không biết trong tủ còn giày luôn á. Tôi nghĩ cái giày của Xoài á, nó không bao giờ mang hết luôn. Nó không nhớ nó mang đôi nào luôn á. Nó không nhớ nó mang đôi nào, tôi thề với các bạn luôn. Con này chắc là mua giày về xong không biết để đâu rồi không? Đành phải để đây. Hình như đây là gara. Đây là gara đi qua bên kia để xe. Đây là con Coco này. Coco ơi! Coco ơi! Coco ơi! Coco nó đang ăn các bạn. Nó ham chơi lắm. Nè đây là chuông gọi đồ ăn của nó. Mỗi lần mà nó đói bụng là nó bấm cái này. Còn bên này sẽ là bếp. Nó sợ nó đi ánh nó hồng, nó đánh lông quá. Coco, Coco! Ôi ôi! Nè coi nè. Hey! Cắn! Ghê chưa, nó giỏi lắm á. À, trong này toilet để mình review cho các bạn. Đây là cái toilet hồi nãy mình vừa mới đi vệ sinh xong, các bạn thấy không? Toilet này là toilet dành cho khách thôi, nhưng mà cũng được trang trí cái bông hoa, kiểu nhìn cho nó sang xịn mịn rồi đó. Toilet bình thường thôi, còn cái toilet xịn ở trên kia nữa, dưới này là cái toilet của pub. Ok, đây là cầu thang đi lên. Đây là nơi mà bọn mình thường xuyên gọi là quẩy căng cực các bạn. Chết, không có cô nó lên đây rồi. Gai quá. Đây là nơi mà tụi mình hay kiểu nằm lên chơi nhà Xoài nhất. Cái này là cái ghế sofa nhà Xoài mà mình thích nhất luôn. Tại vì nó đã mọi người. Kiểu hai cái loa này hồi đầu nhá. Hồi đầu là anh Seme chỉ mua một cái loa này thôi. Xong sau đấy là con Xoài nó năn nỉ. Anh Seme năn nỉ con Xoài cho mua thêm một cái nữa. Bởi vì anh kêu nhạc thì phải nhạc hai bên. Mà cái loa này mắc lắm. Má có cái tivi này. TV bằng nguyên cái gian tay của mình luôn. Ôi, khiếp. Kiểu nhìn quay thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà đi lại người mình mắt to. Ở đây là cái nút vàng của anh Seme với nút bạc. À, máy lọc không khí. Mày quá xém nữa, mình mua nhà nó cái máy lọc không khí khác rồi. Đây các bạn à, đây là cái toilet mà tôi thích nhất của nhà Xoài. Thích nhất luôn, bởi vì tại sao tôi rất là thân thuộc với cái toilet này. Mỗi lần đi qua đây chơi, lúc nào cũng đi vệ sinh ở cái toilet này. Đây là cái toilet đó nè, các bạn thấy không? Rất là xịn sò. Đây, giới thiệu với các bạn. Bồn. Lúc đầu tôi qua tôi thắc mắc cái ồ sao cái này nhìn nó lạ lạ mà nhìn nó giống như là cái gọi là cái ngai vàng vậy đó, nhưng mà mình đi cũng xịn sò nữa chứ. Mà nhìn nó vui vui ha, nhìn nó vui vui thì. Còn cái này thì tôi chưa thấy nó tắm bao giờ. Cái này ở nhà mình cũng có, nhưng mà nó bị hư. Tại vì mình cũng chả biết tại sao nó bị hư, nhưng mà nó sẽ phản ứng theo tiếng của các bạn. À. Trời. Âm thanh càng to thì nó càng sáng. Nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng chớp giật lắm các bạn. Thỉnh thoảng nó cũng chớp giật lắm. Phù. Đấy, nó kiểu phản ứng. Cái này mà các bạn mở nhạc á thì nó sẽ dập dập. Nó sẽ dập dập dập. Thì cái nhạc nó sẽ kiểu lên xuống lên xuống lên xuống hai cả hai bên này này. Ơi. Đó, nó kêu gọi lên rồi đó. Xong chưa? Còn đây là shop quần áo nhà Xoài. Má vải thiệt yên. Hơi vừa có sao không ta? Wow, mọi người nhớ cái bàn không? Cái bộ bàn ghế sofa này là ở bên nhà cũ của Xoài để qua đây đó. Chỗ này là chỗ phòng ngủ của hai vợ chồng. Đấy, bên này là phòng ngủ. Ui, phòng ngủ còn để hẳn hình Xoài cho cẩn thận. Mấy lần qua nhà Xoài chơi nhưng chưa bao giờ được tọa lạc trên cái giường này. Nhưng mà tại vì Xoài nó hay cho bạn bè ngủ lại lắm, đi qua chơi nhà nó là ngủ lại không mà. Có cái cân.
Ờ, để chị cân cái. Ôi trời má. Ơ à, tôi lên 3kg. Đây. Ủa chị, là căn nhà này tổng cộng là 6 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh. 7 phòng vệ sinh nhưng mà đập bớt rồi đúng không? Ừ, đập bớt, ý là trong hai tầng này, tầng trên với tầng dưới là đập hết luôn, đập thông hết luôn à, để làm nên nó mới rộng như vậy đúng không? Đúng rồi. Tăng lên cái này là 3 phòng hả? Ờ đúng rồi, đây là một phòng nè. Đây là một phòng. Đây là một phòng. Đây là một phòng, đây là một phòng và đây là một phòng. À. Tinh tế rồi. Ai design nhà này em? Người ta hay là chị dâu với lại là Hiếu. Nói chung là kiểu nhưng mà mấy cái bức tranh này đẹp quá. Mua hay có sẵn order hay là mua á? Mua tranh trong nhà là mua hết á. Wow. Này xịn quá này. Anh này là ống heo của hai vợ chồng hả? Ừ là. Ý là cãi nhau là bỏ vô một đồng hay sao? Không, tôi kể chính thức cho nghe là cái thời mới yêu á, cái xong rồi cái dạng là Hiếu quyết tâm là Hiếu sẽ một ngày Hiếu sẽ bỏ 1 triệu vô. Một ngày bỏ 1 triệu. Là một tháng là 30 triệu. Một ngày bỏ 500 ngàn vô nhầm. Là chị bỏ từ 500 ngàn với tiền đô thôi. Không có bỏ với đồng khác vô. Cái xong rồi từ khi mà em sinh Hiếu cái con heo này thì Hiếu đó không bỏ nữa. Nó cay thì chứ. Cái xong rồi kiểu Hiếu là bây giờ còn ở trong đó không? Còn trong đó nhưng mà không mâm me lắm. Ý là em cũng thâm đúng không? Cái xong đợi để lâu lâu sinh nữa. Cái xong rồi kiểu vậy nó thôi đó làm quà cưới đi nha. Thế là kiểu tặng cho em. Nhưng mà kiểu anh cứ mâm me đòi đập con heo của em á. Là ý là có sẵn ở trong này rồi đúng không? Ừ. Là nhưng mà anh Hiếu bỏ được bao lâu rồi? Cũng lâu rồi á. Nặng không? Cũng nặng. Cũng tại, tại vì tiền Tết năm nào mà tiền của Hiếu đều nhét ở đó hết á. Thâm độc. Ả ta thật thâm độc. Giờ cái nách lên. Còn cái thâm không mà sao sống thâm độc vậy hả? Chưa gì mà đã. Ê, trời luôn. Khoan, em sẽ cho chị ăn cái bánh này. Chị ăn thử nó rất ngon nha. Bánh không gì? Ngon, không nghĩ tiền luôn. Bánh gì vậy? Bánh hành. Bánh nhưng... hành hả? Ờ, nhưng mà rất ngon nha. À, chị ăn bánh này rồi. Ừ. Nhưng mà bánh này ngon. Ngon, ngon, rất ngon. Ngon. Hèn chi để sẵn con mẹ nó ở đầu giường luôn. Nhưng mà hơi ngán. Mẹ mày. Không. Tao vừa mới lên 3kg luôn á. Ăn đi. Nhưng mà ngon lắm. Đúng không? Nghe em đó mọi người ăn này. Ngon nha. Chị. Ngon nhưng mà ở giữa là cục phô mai nha. Hiếu ơi, Hiếu dẫn xuống phòng stream. Em vô phòng stream của anh nha anh Hiếu. Anh Hiếu đang khò khò. Ủa anh Hiếu ở đâu mà phi vô lẻ vậy trời? Là không chồng có luôn. Ảo thiệt chứ. Không chồng cái đi. Thôi mới ngủ dậy miệng thúi dữ lắm. Chồng ơi. Chồng ơi. Hôn má thôi. Nhanh thôi. Đi. Bả chồng ở trong ngủ ngon nhỉ. Hơi thở nữa. Nhanh đi. Kìa. Nhanh đi. Mỹ thì ác ghê, mày tới đó rồi mày còn không chịu nữa. Tao bị thúi rồi chứ. Cái phòng này nó hôi quá. Ờ, cái phòng này hơi ngợp đúng không? Ờ, với lại biết tại sao không? Tại vì lót cái này nè, lót cái này để chống thấm nè. Nó chống chống ồn chứ. Nhưng mà hồi mình lên đó là phòng này chưa có được làm. Đúng rồi. Ủa sao mày dơ vậy ta? Xịn thế vậy? Ừ. Trời ơi, ê vậy em có lên đây tập thể dục không? Em lên tập được mấy hôm nè. Mà ngay trên nhà mình mà mình không lên mình tập nữa. Người ta muốn này cho cẩn thận hả? I'm sick. Sick cái con khỉ hay cầm chỉ với 10kg nè. Cái này là để squat được đó. Em mê lắm. Nhìn nghiện. Ồ, nhìn nghiện. Nhưng mà kiểu em bị thích mùi dầu gió ấy. Nhưng mà ai mà tập đến 50kg trời. Em mua một set cho nó cẩn thận thôi chứ em đâu tập tới đâu đúng không? Ờ, chị đừng hỏi em có tập đâu. Em không tập hả? Không. Này để mua cho anh Hiếu tập. Ừ. Rồi tính ra cái nhà này nó đúng khủng khiếp đúng sợi. Nè, trong đây tàn đồ. Nhà này nó to một cách kinh khủng ấy. Ừ, nhưng mà ý là chị biết là cái nhà này á. Cứu tôi với. Cái nhà này á là bị kiểu dạng để đồ kia đây là mới bị mất diện tích sử dụng quá, trong đây cũng là một cái kho nữa. À nhưng mà ý là nhà em nhiều đồ linh tinh quá chưa biết chỗ để đúng không? Ủa đây là phòng stream của anh Hiếu nè mọi người. Đây là phòng stream của anh Hiếu. Ồ à, ở trong này còn có cái hình anh Hiếu hình đồ nữa nè. À là đây cũng bộ tập Gundam đấy hả? Đúng rồi. Wow, hình như có một đợt mình nhớ anh Hiếu anh bảo là hả, thấy mọi người treo nhiều quá mà anh chưa biết để gì nên anh quyết định chọn Gundam. Còn đây là tất cả những cái áo mà hồi xưa đi đấu giải đồ này. Ghê vậy ta. À áo refund này nè. Áo này là áo, ủa cũng refund, hình như là refund là một, đây là đá banh hả? Ừ, FIFA đồ. Hình như là thêm là mấy cái áo đó. Ờ nè. Đúng rồi, xưa anh Hiếu là tiểu thư chuyên nghiệp mà đúng không? Ờ, bắt chuột đồ nữa nè. Ở đây là mấy quyển sách mà anh Hiếu thích hả? Hả? Ồ, Hiếu thích mấy đọc mấy kiểu về kiểu game, cuộc kiểu dạng lịch sử game á. Trời ơi, ác, anh Hiếu đọc tiếng Anh mấy đứa ơi. Ủa anh Hiếu không đọc tiếng Việt luôn hả?
có đâu tiếng Việt, nhưng mà kiểu ổng sẽ kiểu bị khó hiểu á. Ổng không hiểu được cái nghĩa của mấy con này. Dễ thương quá hả? À, mấy con này được tặng á. Con này cute á nè. Thế yêu vợ dạ. À mày bắt anh để đúng không? Không, tự để cho đó thôi. Thiệt má. Ủa, mà cái này để chi vậy em? Cái này để giảm cái độ lạnh của mấy lạnh. À, nó đỡ cái phà với mặt người mình đúng không? Ủa, sao lại có cái này? Ờ, thì nó sẽ ngăn cách giữa cái kiểu bàn với lại để bước vô cái phòng vệ sinh đó. Là kiểu dạng nó không có muốn là kiểu dạng nhìn thẳng vào là nhà vệ sinh thì để như vậy nó kiểu hơi bị vô duyên đúng, đúng không? Đúng là nhiều, tôi là không, nhưng mà bây giờ chị biết phòng vệ sinh này nó to hơn phòng vệ sinh trên lầu của em. Ờ đúng, ghê luôn á chứ. Em lấy hình em á, em đi in ra sao em kẹp đây nè. Không, sắp tới á cái hình sẽ... của hai vợ chồng đó nè, nên hai vợ chồng này sắp tới là sẽ kiểu dạng làm đóng hết tất cả những cái hình mà kiểu mọi người tặng lên đây nè. Kiểu dạng khi mà live stream là thấy luôn hay là làm cái gì đó thì mọi người sẽ thấy được những cái gì ở mà... đây cũng thấy mà để ở đây cũng sẽ thấy, nhưng mà cái cam đâu có chỉ ra được. Ui sao anh mi tấp tặng cho anh yếu cái đẹp quá vậy, sao mà không được cái này đẹp không đẹp. Lúc này nhìn trong đẹp không, trên này là ơi cái này là của anh hiếu đẹp nhất nè. Anh ơi, được không? Anh ca anh lấy giùm em phải được không? Anh sợ rơi cái là anh cất luôn á. Ủa sao anh rung dữ vậy? Sợ nó rớt từng phần ra đúng không? Đẹp quá ha. Thế là mày không đi cố gắng ở đây nè. Không đam mê mấy này lắm. Mà cái này đẹp, em không thấy mày đẹp hả? Ý là đẹp nhưng mà em kiểu em sẽ kiểu không đam mê lắm á. Đợt mình qua nhà anh xem em cũng có một cái gọi là cái bao Nintendo á. Xong mình cũng hỏi anh xem em mua ở đâu, xong anh xem em mua tặng mình. Giờ mình có nên hỏi này mua ở đâu không ta? Cái này chiếc Y8 nè. À, cái chiếc xe của em đúng không? Đúng xe rồi. Chiếc của anh Sam đúng không? Nhưng mà em nói thật đi, có phải cái chiếc đó leo vô leo ra khó chịu đúng không? Ừ. Khó leo lắm đúng không? Ừ, nó kiểu nó bị kiểu không có cách nào mà bước ra bước vô sang trọng được đúng đó. Không? Ừ. Mình có một lần được đi ké xe Sam rồi, nhưng mà nó mình nghĩ là mình đi trong chiếc xe đó sẽ rất là sang cho đến khi mình chui vô. Kiểu chui vô. Cái xe đó sẽ mấy người mình hưởng không là chị đi giày đúng không? Ừ. Chị bước vô chị rất là dễ đúng không? Em mang guốc, em mặc cậu. Ừ đúng rồi, cái chiếc đó khổ thiệt á. Nhưng mà thiệt là chiếc xe đi rất là êm đẹp. Cho hình rất là sang trọng. Đúng rồi, sang. Nhưng mà dạ. Em kiểu em cũng thích bố chị. Thôi, em đang nói vậy cho chồng em nghe đúng không? Chồng em ngủ rồi. Nè, phòng này là phòng master nè. À hả? Là nó rớt cái này. Hả? Xà nó hay cho mình nhiều thứ lắm các bạn, nó hay cho mình son rồi cho này cho kia cho nhiều lắm. Đây là bộ sưu tập nước hoa của xoài. Xoài thích chai nào nhất hả xoài? Em đang thích nhất là cái chai LV này với lại chai Louis Vuitton nè. Đâu? Chai này á. Với lại chai này đâu, giờ còn đây em bị nghiện xài mùi này nè. Mùi Gucci này á hả? Ờ, thơm lắm. À, Chanel. Đi Chanel chứ. Nhưng mà mùi này đúng hợp với xoài thiệt, mùi tiểu thư á. Ôi, chai Burberry này đẹp vậy ạ. Nhưng mà chai Burberry thơm. À, nhưng mà mùi này hơi bạc ti quá ha, hơi ngọt, nó hơi ngọt đúng không? Em đang kiếm mấy cây mối. Trời ơi, có cái mồm, mỹ phẩm của nó nè. Hồi xưa xài cho mình mua bộ sưu tập này xịn lắm. Đến giờ vẫn xài. Đây là phòng áo của bao nhiêu cô gái. Chắc em tức chết quá. Các bạn à, có một người bạn như xoài rất là hạnh phúc. Bởi vì nhiều đồ lắm, nhiều mỹ phẩm mỹ o đồ lắm, nó đâu có nhớ đâu. Không thể nào mình cũng sẽ được xài ké. Cho hai cái son mới em không tìm yes. Được. Thôi được rồi, cảm ơn em. Ý là em mua đợt đấy, em chỉ thích cái cây rồi, này nè. Cái cây đó. Ừ, tại đợt đó xài ké. Ké làm cái xài ơi, mua ở đâu vậy để chị mua. Nhưng cái đó để em mua cho. Vậy là hôm nay qua đây lời. Chị đừng đập em chết mất. Được rồi em ạ, à. Có khi là em xài quên rồi không? Không, tại vì em mua hai cây mà. Nên là thành ra là em không có xài thế nào mà em xài nó được hết. Cái chấm đâu rồi? Cái chấm mình lấy ra đưa cho mình đâu rồi? Cái chấm gì đây? Cái này nè, hai cây son cầm về chưa? Rồi, hai cây son cầm về rồi. Chốt.